Ván 2 thì đã có thay đổi rồi. Bên phía Katie Roster họ chủ động cấm đi Jerry của Aiming để không cho Aiming có được cái sự bảo kê tốt đến từ Kelly nữa. Và chính vì vậy cũng đã phần nào đó khiến cho cái cách vận hành của bên phía DK gặp một chút trục trặc. Để xem ván 3 này thì chúng ta sẽ có những cái điều gì diễn ra trong giai đoạn cấm chọn đây. Có lẽ rằng là sẽ vẫn là một vài hình ảnh quen thuộc như là Senna, như là Kalista. Trong ván 2 vừa rồi thì bên phía DK họ chủ động họ nhả ra con Varus trước. Đó có thể là một cái sai lầm nhỏ nhỏ do một cái DK. Như vậy là cả hai bên đều đang cố gắng để có thể tìm những cái ván thi đấu đầu tiên và hoàn thiện giai đoạn cấm và chọn của mình. Chúng ta đang chưa thấy nhiều lắm những sự thay đổi. Có chăng là sự thay đổi vài những cái mẫu chiếc tướng được vận hành tốt như là con Jerry của Amin. Con Jerry thật ra là một cái con tướng mà tôi nghĩ rằng để muốn hạn chế cái khả năng Amin vấp cỏ. Thật ra ván 1 là ván thi đấu mà anh ta được sự trợ giúp đến từ con Yumi của Kaelin rất là nhiều nha. Chứ mà không thì nhiều khi là cũng bị này nọ chứ. Rồi, để coi, tiếp cận với giai đoạn cấm và chọn. Varus lần này đã bị cấm đi rồi chứ không phải là Kalista. Liệu rằng có phải là con Jerry là lượt cấm cuối của phía Katie Roster không đây? Katie họ đang suy nghĩ. Ta vẫn rồi, vậy là không có nhiều sự thay đổi cho lắm tính tới thời điểm hiện tại. Và ngay lập tức là camera liên tới Aiming. Aiming đang phải suy nghĩ xem là mình sẽ cần phải sử dụng những con bài gì ở trong cái ván thi đấu thứ ba này. Có vẻ như là việc sử dụng Lucian đường dưới trong ngày hôm nay đang không thực sự thành công cho lắm. Và cá nhân tôi nghĩ rằng nên có sự thay đổi đến từ Supreme và Zephyr. Có lẽ là nên tạm thời gác con Lucian này sang một bên, thử đánh mạnh lên đường trên như cách mà họ đã làm ở trong ván đấu thứ nhất, thứ hai xem nào. Đồng ý tỷ lệ thắng không cao lắm để khiến cho Lucian có thể trở thành sự lựa chọn phết bích dành cho cái phía. Cả hai đều đang không vận hành quá tốt vì tướng này ở khu vực dưới. Thật ra Amin muốn thử lại lần nữa. Chúng ta vẫn sẽ có một cái co là Azir của Spiker và con Lucian sẽ được khóa vào. Và liệu rằng Rumble đường dưới cho vai trò hỗ trợ dành cho Biro kết hợp cùng với lại Ash, một sự lựa chọn mà họ đang muốn đánh mạnh thẳng xuống cánh dưới của bản đồ đây. Với Rumble cùng với Ash thì cái khả năng spam chiêu của cái cặp đôi này sẽ rất là khó chịu. Và đảm bảo được gần như 100% là sẽ có thể đè được đường Lucian bên phía bên kia. Cái sức hồi phục của Lucian và Nami nhiều đến mức độ như thế nào mà để có thể chịu được những cái tình huống W tới từ Ash, của những cái pha khó lửa tới từ con Rumble này đây, chúng ta sẽ cùng phải chờ xem. Còn tất nhiên là bên phía DK họ buộc phải lấy về Nami rồi, bởi vì là không có Nami hay là không có Million thì Lucian thực sự rất là khó để có thể vận hành. Và lần này thì áp lực lớn hơn nha, bởi vì khả năng tấn công đến từ bên phía của Katie Roster nó trực quan hơn. Nó không còn những tình huống mà núp bụi rình rình của Biosix nữa, mà bây giờ là đóng thẳng mặt, tả xung đột đồn, sau đó kết hợp cùng với lại những cú đấm bùng nổ và chắc chắn sẽ có lượng sát thương cộng kèm theo đến từ hàng tuyến sau của phía Katie Roster. Điều này nó khiến cho Amin phải tự đặt mình vào cái thế khó ở trong những tình huống chủ động lướt lên tấn công của anh ta. Trên Lucian thì bạn bắt buộc phải lướt lên rồi, thì đó khiến cho Amin sẽ là cái đối tượng bị nhắm tới ở trong cái bảng thi đấu này. Lực cấm phê 2 cũng đã được hình thành, chúng ta đang thấy là Talia tiếp tục bị loại bỏ ra khỏi tay của BD nè. Na ở khu vực trường trên của Perfect cũng đã bị cấm. Đánh 1-1 với cả V thì sẽ có hai sự lựa chọn. Khả dĩ nhất là Xin Giao cũng với cả Lee Sin. KT liệu rằng là họ có muốn tước đi nốt con Lee Sin của Lee Sin hay không đây, để cho Piusik có thoải mái cái khoảng thời gian anh ta có thể đi ở tham rừng mà không gặp phải những cái sự cạnh tranh rồi đọ tay với cả người chơi rừng đối phương. Nhưng mà không, cấm Rek'Sai. Vậy là Jerry cùng với cả Rek'Sai vẫn là hai cái sự lựa chọn mà bên phía của DK, bên phía của KT họ buộc phải cấm. Họ không muốn để cho cái kịch bản giống như ở ván đấu đầu tiên xảy ra nữa. Còn bên phía DK thì đây sẽ là lý do mà Zephyr chọn đội đỏ này, là anh ta sẽ để cho Lucid chọn cuối cùng. Lucid được kèo counter pick, thì phải nhìn xem đội hình của đối phương như thế nào đã rồi mới chọn cho mình vị tướng đi rừng. Rồi, chúng ta sẽ có cá sấu khu vực trên dành cho bên phía của Perfect. Chứ mà đánh những mẫu chất tướng khác thì bị tích quay, sau đó bị tận dụng cái tàn phá hủy diệt cũng tương đối là khó khăn. Một quyết định đến từ bên phía của Perfect sẽ là con hướng nào đây? Ta đang cần thêm thời gian để có thể suy nghĩ. Sau đó sẽ tiếp tục khóa vào Vega khu vực giữa dành cho bên phía của BD, hay sẽ là một Ari. Ari trong ván thi đấu này cũng tương đối là tốt, bắt cặp cùng với là cái nhịp băng bổ vào của V nữa, nó sẽ hình thành nên một cái bộ đôi mid rừng có khả năng can thiệp rất mạnh mà bên phía của Katie Roster họ sở hữu. Để coi cái user họ đang tính toán gì. Vex thì nếu như mà vừa nãy thì có nhá qua Vex thôi, nhưng mà Vex là một sự lựa chọn tôi nghĩ rằng không tồi đâu. Vex là một sự lựa chọn tương đối hay, nhưng mà bây giờ BD đang tự tin, đúng không ạ? BD đang tự tin thì hãy để cho anh ấy đánh cho mình con Vega đi.
Tỷ lệ win 100% sau đúng một ván. Và đó là một cái ván thi đấu cực kỳ thành công của VD. Sẽ tiếp tục cầm lại ở trong cái ván thi đấu thứ ba này cho phía KT Roster. Bây giờ này, Lucid, đội hình của đối phương đã lộ rồi. Cậu em Lucid đang cười, nhưng mà cười hơi gượng. Chọn con gì bây giờ? Một sự lựa chọn nó sẽ thể hiện, ui, như vậy là chúng ta cũng sẽ có được Nocturne. Thấy đội hình của phía đối phương băng bổ vào, ghê quá. Thì anh ta quyết định là lựa chọn Nocturne tắt đèn và sau đó sẽ xé lẻ team của phía KT Roster. Và cũng sẽ có áp lực cận hình cấp độ 6. Mẫu chất tướng nó phần nào đó nó hơi khác biệt chút xíu so với lại Xin Giao trong bảng thi đấu thứ hai. Nhưng độ tác động ở trong những tuyển giao tranh là rõ ràng nhiều hơn dành cho bên phía của Lucid. Một đội hình vẫn giữ được cái co là Azir kết hợp cùng với lại Lucian ở khu vực dưới dành cho Amin, để coi cái cách đánh đến từ bên phía của Diplettia ở trong những giao tranh sẽ là như thế nào. Bởi vì tôi đang mường tượng ra được một pha, những pha giao tranh sẽ hết sức là căng thẳng ở trong cái ván thi đấu này. Đội hình của phía KT là đội hình tràn vào, điều này nó sẽ khiến cho cái nhịp độ của những pha giao tranh nó trở nên cực kỳ cao. Đúng ạ, đồng ý là như vậy. Nhịp cái khả năng băng vào đến từ DK là rất là mạnh, nhưng có lẽ chúng ta sẽ cũng phải nhìn qua bên phía đội hình của KT một chút. Họ có tới hai công cụ để phá giao tranh chứ không phải là chỉ một. Đó chính là bẻ cong không gian tới từ trong tay của BD, thêm đó là cái mưa tên lửa của Rumble trong tay của Barrel nữa. Nếu như mà các thành viên bên phía DK họ muốn giao tranh cùng với nhau mà họ cùng một lúc đứng trên hai cái chiêu đó thì coi như là giao tranh nó rất dễ sẽ bị tan vỡ. Sự e thẹn của khán giả theo dõi trên kênh LCK tiếng Việt cũng đã khiến cho tôi xao xuyến đôi phần. Những phần nào đó thì chúng ta cũng có thể xao xuyến trước những màn trình diễn hấp dẫn hơn đến từ cho cả hai đội tuyển ở trong ván thi đấu thứ ba này. Ván thi đấu sẽ được nhanh chóng bắt đầu ngay sau đây. Sau khi tỷ số được cân bằng là 1-1 thì có vẻ như tôi cảm nhận được rằng là những cái tiếng khán giả tại LOL Park đang rất là mãnh liệt hơn so với cả cái khoảng thời gian đầu tiên. Và chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được cái tình cảm tương tự như vậy của các bạn khán giả đang có mặt ở trang các nền tảng phát sóng trực tiếp của LCK tiếng Việt. Bằng việc là các bạn hãy bấm like, bấm follow và bấm subscribe để tiếp tục chúng ta có được thêm nữa những cái cuộc hành trình thật là dài cùng với nhau ở trên đấu trường Liên minh điện thoại cao nhất tại Hàn Quốc. Và rồi, chúng ta cùng nhau tới với những cái diễn biến đầu tiên của cái ván thi đấu thứ 3 trong cái cặp BO5 này. Thường thường thì tới cái ván thi đấu thứ 3 khi mà tỷ số đang là 1-1 thì nó là một cái ván thi đấu rất là bản lề. Và hai đội tuyển tất nhiên là họ sẽ không muốn dễ dàng bỏ lỡ chiến thắng đâu. Đã có cách vận hành cặp đôi Ash kết hợp cùng với lại đung bộ của phía dưới dành cho bên phía của Dev và Bero có đủ sức mạnh mẽ để tạo ra cái đường thắng hay không? Bởi vì họ đã khóa vào ngay lập tức sau khi thấy được con Lucian của Amin, tức nghĩa là họ cũng đã tập luyện và có những cái phương án để có thể tấn công ngay kể cả thời điểm cấp độ 1, đứng lên rất cao, cực kỳ tự tin đến từ Dev và Bero. Tán xa tiễn vừa rồi của Dev chỉ trúng vào những con lính mà thôi. Amin thì anh ta cũng rất là cẩn thận, anh ta đóng cho mình là 3 bình máu để có thể dễ dàng hồi phục sau những cái tình huống cấu rỉa tới từ bên phía của KT Roster. Một mình Kaelin thì là không đủ, thậm chí rằng Kaelin có phải hồi máu cho chính bản thân Kaelin cơ chứ cũng chưa chắc đã phải hồi máu nhiều cho Emin đâu. Khi mà Barrow đang đứng lên rất là cao này, cái thế đẩy của Dev đang rất là mạnh, liên tiếp là những cái cú lao móc điện tới từ Barrow đang khiến cho Kaelin buộc phải đứng rất là xa khỏi cái bụi cỏ này. Và nếu như mà không có được cái khả năng hit kinh nghiệm thì sẽ là một cái bất lợi quá là lớn tới từ bên phía của Diplettia. Thậm chí rằng là bây giờ họ còn không được nhìn mặt lính luôn, chứ đừng nói là hết kinh nghiệm. Quá khó chịu với một sải tay dài đến từ Dev, và chưa kể đó là những tình huống là móc điện liên tiếp cấu remote đến từ Bero nữa. Nó khiến cho Amin phải bị tích quay mà thôi. Kaelin cố gắng che cái tán xà tiện đó để có thể giúp cho cái lượng máu của Amin được đảm bảo trong cái đợt lính đang chuẩn bị tràn trụ như thế này. Vòng rừng của cả hai trong ván thi đấu này thì đã có sự tương đồng nhau khi mà cả hai đang chuẩn bị va vào nhau ở khu vực dưới. Đang có dấu hiệu xâm lăng rừng dành cho Biosix với một cái thế lính được đẩy tốt. Một cái nhịp di chuyển rất là quen thuộc từ bên phía người chơi đi rừng của KT Roster. Dev cùng với cả Barrow đẩy mạnh, sau đó họ sẽ là người chạy vào trong phần rừng trước. Biosix thì là người khởi động cho mình con bùa xanh. Vẫn là một cái phong cách chơi rất là giống ván thi đấu thứ hai của bên phía KT Roster mà thôi. Lucid thì cũng sẽ cố gắng để có thể trừng phạt thắng được con cóc này. Nhưng mà bây giờ thì KT họ không để cho Lucid dễ dàng trừng phạt con cóc giống như ở ván đấu thứ hai nữa. Áp lực rất nhiều tới từ Barrow, những cú lao móc điện quá khó chịu. Không có tầm nhìn tới từ phía DK trong cái bụi cỏ đó. Và liệu rằng là... Rồi không có liệu rằng gì cả, bấm biến về luôn tới từ cậu em Lucid rồi.
Vậy tưởng chừng là deja vu nhưng mà không, lần này thì giấc mơ đã thay đổi. Chúng ta đã có được cho mình một tình huống cướp cấp tốt đến từ bên phía của Bixit. Cái tiền đề vẫn là cặp bot đẩy trước ba quay tràn trụ, và nó tạo ra cái cơ sở hỗ trợ dành cho Dep lẫn cả Biro nữa. Một con Nocturne không được farm hai bãi ở cánh dưới khiến cho cấp độ xấu đến từ Lucid ở trong bảng thi đấu này chắc chắn sẽ đến trễ hơn so với thông thường. Cái khả năng đi đường ở khu vực đường dưới là một cái bài toán rất quan trọng mà được cả huấn luyện viên Supreme và huấn luyện viên Zephyr đề ra. À, không. Tôi tưởng là một tình huống vòng ngược trở lại đến từ Bixit sau khi mạng cua và họ sẽ thiết lập tình huống băng trụ, nhưng quyết định đến từ bên phía của Bixit là thôi về nhà sử dụng tiền. Đợt lính thì nó cũng đang sương sương hơi cân ở khu vực đường dưới này chứ không phải là cái đợt lính được tích to dành cho Dep. Bên phía của cả KT cũng như là DK đều đang rất là quan trọng cái khu vực đường dưới này. Cấu rỉa khá là nhiều và đó là một tình huống thủy ngục chính xác. Barrow bị cấu đi quá nhiều máu, lướt lên bắt đầu bắn, nhưng Barrow quay ngược trở lại xây luôn, rất tự tin. Điểm chiến công đầu dành cho quý ngài Weibo. Ui, một tình huống mà Barrow tạo ra sự bất ngờ với một cái giáp phế liệu được nâng cấp của anh ta, kết hợp cùng với đó là hồi máu của Dep nữa. Bên phía của Diplodocus không có thiêu đốt để giảm đi áp lực đến từ hồi máu của mình đường trên. Tốc biến mặt trạng tốt ở trong trụ và solo kill dành cho Perfect. Lucid ơi, Perfect nó bắt nạt anh kìa. King Hân không nói thế nhưng mà tôi nghĩ rằng anh ấy nghĩ thế. Và đây là lợi thế quá lớn dành cho KT Roster ở ngay 5 phút đầu tiên của trận đấu. Họ đã tạo được khoảng cách tới tận gần 2.000 vàng trước DK rồi. Đồng ý, đây là một cái điểm khác biệt lớn nhất so với cả ván 1 và ván thi đấu thứ hai. Ở trong những ván thi đấu trước thì bên phía của Diplodocus đã làm rất tốt ở trong dàn đi đường, nhưng điều này nó đã không xảy ra. Một giai đoạn đi đường ở phút thứ 5 đang có quá nhiều lợi thế dành cho bên phía của KT Roster. Ở hai cánh, đường dưới thắng triệt để, đường trên cũng có tình huống solo kill và một khiên trụ dành cho Perfect. Một Renekton có tốc độ thăng tiến sức mạnh nhanh sẽ là một cái điểm thực sự rất là đáng quan ngại dành cho bên phía của Diplodocus. Thật ra thì họ sẽ có cái khả năng để có thể che chắn những cái bước lao vào từ bên phía KT Roster bằng việc là sử dụng cái cú chiêu cuối hoang tưởng của Lucid. Nhưng mà nếu như Perfect Dep anh ta sẽ lên sân mình sát lực, anh ta sẽ có thể sử dụng những cái chiêu thức nó thêm nhiều sát thương hơn thay là cái việc anh ta sẽ sử dụng những đòn đánh tay. Rất thú vị ha, chúng ta thấy một con Ash lên sát lực khi mà chơi trong vai trò hỗ trợ là đa phần, nhưng quyết định của Dep ở trong ván thi đấu này khi mà anh ta chơi xạ thủ vẫn lên sát lực với một giọt nước mắt kết hợp cùng với đó là dao hung tàn, có thể sẽ là kiếm Amu để gia tăng thêm cái kiểm soát, khả năng kiểm soát tầm nhìn dành cho bên phía của KT Roster. Hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Thủy ngục tốt trong sát thương cũng ok đến từ bên phía của Amin, nhưng họ bị bất ngờ. Giáp phế liệu hồi phục cái lượng máu quá lớn, chưa kể đó hồi máu đến từ Dep nữa, hồi phục cái lượng máu quá lớn ở trong đúng bất ngược trở lại dành cho Dep và Biro. Ôi, tôi đang định nói rằng là rất có thể sẽ có người phải nằm lại, nhưng cú quy của Bixit thì lại không chính xác. Vậy nên là KT họ sẽ lùi về mà thôi. Nhưng mà cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm, tốn một chút thời gian của Bixit, nhưng tiếp tục là giữ được cái thế đẩy mạnh tới từ Barrel cũng như là Dept. Nhưng mà đang chuẩn bị có cho mình được cái giai đoạn đến được cho mình cấp độ 6 rồi, thì khi đó cái khả năng giao tranh của cặp đôi Ash và Rumble sẽ càng trở nên khó chịu hơn. Lucid đang có mặt ở khu vực sông dưới, nhưng bây giờ để mà lao vào thì Lucid mới là người gặp bất lợi. Đang có một cú hoảng sợ, Lucid đang phải bỏ chạy, bị làm chậm, bị tấn công, bị tất cả mọi thứ nhồi vào. Và Lucid hên là anh ta vẫn còn có được cho mình một tình huống đứng vững bằng hai chân trên bản đồ. Nếu pha đó mà Lucid nằm thì thật sự là quá tệ cho người chơi đi rừng của bên phía DK. Bixit vừa rồi tung cho mình ở cú đấm bùng nổ, sau đó chúng ta dịch ra một nhịp nha, chứ không bị dấn quá sâu ở trong cái nhịp vừa rồi. Chúng ta cũng đã có được một khiên trụ của đường trên dành cho bên phía của Perfect. Một ván thi đấu đang có giai đoạn đi đường quá tốt dành cho bên phía của KT Roster ở trong cái tình huống này. Tiếp tục là sức ép, Rumble lao móc điện trúng hai cái vào người của Kaelin. Nướng cá thật sự rồi đến từ Biro với con bài Rumble trong ván thi đấu này. Bixit sau khi ăn rồng thì có thể sẽ lên được cho mình đó là cấp độ 6, áp lực vì vậy cũng sẽ được gia tăng thêm. Đây là một cái ván thi đấu mà vòng rừng quá chật vật dành cho Lucid. Rumble của Biro vẫn quá khó chịu. À, mình không về được ạ. Thật sự là... Ôi, chắc chưa? Chắc chưa? Wow! Ê, tôi hỏi em mình là em mình chắc chưa? Và em mình nằm xuống. Mạng hạ gục dành cho Biro. Và thật sự là không hề ngoa nếu như nói rằng Biro là một trong số những người chơi hỗ trợ đột biến hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Rumble dày pháp sư nhấp nhả tốt và solo kill trong tình huống vừa rồi, hoặc thậm chí là có thể gọi là 1-2, bởi vì anh ta đứng ở phía sau một bình quá khó chịu đến từ con bài Rumble của Biro. Wow, khu vực đường trên cấp độ 7 dành cho King Gun, anh ta phải lướt đi ở trong tình huống vừa rồi. Nhưng em Hảo tiếp cận với thần ca sau của mình, BK Odin thẳng mặt, cắt và sách bị trúng Viva, bị đẩy về trong trụ. Cơ hội dành cho King Gun là đây, liệu rằng có tích được Viva không đây? Lướt e, có đúp.
ui, đập nguy vừa rồi đã trượt. Có lốc vừa rồi không trúng bởi vì Buffett đã hồi lại cú cắt để có thể giữ cự ly tốt. Những tình huống xử lý của bên phía Katie Roster đang tương đối là bay bổng trong những phút vừa qua. Trong khi đó DK họ đang muốn tìm kiếm một điều gì đó. Họ đang tìm kiếm một cơ hội le lói nào đó thôi để có thể giữ được lại ít nhất là một khu vực đường thắng dành cho mình. Nhưng không được, đường trên thua, đường giữa thì hòa. Và anh Kingen đang bị quan tâm. Kingen không còn chiêu cuối, không còn tăng tốc. Và mạng sẽ được nhường lại cho Perfect hay chăng đây không? Pilsic ăn không sao cả, vẫn là lợi thế dành cho Katie Roster. Một ván thi đấu mà Summaker cũng đang hơi khó để có thể lên tiếng khi mà giai đoạn đi đường của ta cũng không thể nào vượt trội hơn so với lại BDD phía bên kia. Đây, hãy cùng xem lại một tình huống chủ động tốc biến xảy quá nhiệt. Quá nhiệt đẩy luôn cho bên đó Thiêu Đốt. Mặc dù vừa rồi thanh tẩy đến từ bên phía của Emin cũng tẩy được phép trò Thiêu Đốt của Biro, nhưng rõ ràng sát thương đến từ Biro là cực kỳ nhiều. Còn trong khi đó, một tình huống hậu giao tranh ở khu đỉnh trên lần này thì không là một bột nữa. Bixit can thiệp với một con vi cấp độ 6 tả xung đột, gần như là chôn chân đến từ bên phía của Kingen. Quá nhiều những điểm hạ gục nghi về cho bên phía của Katie Roster ở phút thứ 9 của ván thi đấu rồi. Huni approved. Vâng, một trong số những người chơi đường trên dày dặn kinh nghiệm bậc nhất tại LCK đã dành cái lời khen dành cho, tôi nghĩ là dành cho Perfect ở trong những khoảng thời gian vừa qua, hoặc đúng hơn là dành cho con Rumble thì đúng hơn. Và mưa tên lửa trải ra rồi, vừa được Huni khen xong thì Barrow nằm lại. Rồi cấp độ 6 tắt đèn lần này đến tới Huni. Vừa khen xong. Khóc. Như vậy là Huni như vớt cho KT thắng ở trong cái cặp trận BO5 này đúng không nhỉ? Hợp lý. Dạ vâng, đúng rồi. Và hơn nữa thì ở tại LCK thì có một cái điểm rất là hay ở trên bàn phân tích. Nếu như mà có sự xuất hiện của Rumble, đó chính là cái màn trình diễn của con tướng Rumble này sẽ được Huni đánh giá là được bao nhiêu sao. Thì đây, vừa nói xong, vừa được khen xong thì Barrow đã nằm xuống rồi. Nhưng mà chút nữa chúng ta... Ui, Barrow lên lên tiếp. Barrow đang muốn khẳng định mình tiếp. Rồi pha này thì chắc Huni phải cho đến 4 sao rưỡi rồi. Trời ơi, kinh gần đã đen rồi thì chớ bị Huni bị Rumble của Barrow xảy ra trò như thế này. Bắt đầu đi ram rồi đến từ bên phía của Barrow với một cái giày pháp sư thì anh ta cũng có cái độ cơ động nhất định. Lucid sẽ bị đánh bật qua khỏi khu vực bãi đá của anh ta. Tốc biến ma thuật áp sát lao móc điện làm chậm chúng vào cả hai. Ác thật sự. Thật sự là những cái cú lao điện của Barrow đang rất là đau. Bởi vì tầm này thì từ từ khoan đã. Ái chà, thủy ngục rất hay tới từ Kellen. Mất máu hơi nhiều tới từ Pilsic. Eming lướt lên bắn, Eming bị làm chậm và che được tới từ Deft. Pilsic sẽ trở về nhà an toàn. Rồi, tiếp tục vào một vài những tình huống va chạm. Ván thi đấu này thì Deft quyết định là lên sát lực với lại Ash cũng được, ở một cái chỗ là anh ta sẽ tạo thêm cái tính chất đa dụng và cũng sẽ có sức ép đi đường. Bởi vì cái đội hình này của phía KT Roster không thiếu sát thương. Chúng ta đang có V của Pilsic cũng sẽ hướng tới những món trang bị sát thương nè. Chúng ta có cá sấu của Perfect ở khu vực trên nữa. Thì quyết định của Deft là lui về để tạo những tiền đề dành cho team với vị tướng Ash của mình. Tốc biến ma thuật qua bên kia bờ tường. Perfect tốc biến lên làm choáng. Những cái pha đánh đổi tài nguyên tôi nghĩ rằng là rất hợp lý tới từ bên phía của KT Roster. Bởi vì bây giờ thì khi mà có cho mình một Rumble khỏe thì cái khả năng gây sát thương trên giao tranh và khả năng phá giao tranh sẽ là cực kỳ tuyệt vời. KT họ cũng sẽ không phải quá quan ngại về cái việc là BD phải tích cho mình những cái điểm nội tại quy nữa. Nên là bên phía của KT Roster họ tự tin thôi, bây giờ họ cứ để cho Barrow di chuyển thoải mái. Anh ta đã có cho mình cấp 6 rồi, bất cứ một pha giao tranh nào có sự xuất hiện của Barrow sẽ là cực kỳ đáng sợ. Rumble này của Barrow là Rumble sát thương nha. Mặt nạ ma ám cũng đã được hướng tới món trang bị tiếp theo của anh ta, nên cái khả năng di chuyển và cái khả năng can thiệp ở trong tình huống va chạm nhỏ lẻ cũng sẽ được gia tăng thêm. Đội hình này đến từ bên phía của KT có rất nhiều hướng khống chế. Vega có bẻ cong không gian, Perfect có những tình huống bắt choáng ở cạnh trên, nó khiến cho những tình huống ramming của Barrow bây giờ cực kỳ áp lực. Một con át sát lực của Deft cũng sẽ có khả năng farm từ tầm xa với tán xạ tiễn của mình, và thậm chí là anh ta có kiếm ma Yamu. Nếu như Amin lướt lên tấn công thì có thể kích kiếm ma giữ cự ly và chạy về được. Cái ý tưởng của Deft trong trận đấu này là anh ta sẽ giữ cái khoảng cách trong một tình huống giao tranh, sau đó là tung ra cho mình những cái cú W, càng nhiều cú W càng tốt, để có thể khiến cho cái nguồn sát thương theo thời gian nó được cộng hưởng vào, thêm đó là có thêm cái khả năng làm chậm nữa. Còn ở khu vực nửa trên của bản đồ, phút thứ 13 và KT Roster lấy được cái trụ 1 trên toàn bản đồ rồi. Rất nhiều tiền, 17 số của cái lưỡi hái nữa. Sau khi hoàn thành món trang bị này thì chênh lệch ở khu vực trên là cực kỳ lớn.
Mới tên lửa được giải ra rồi. Barrow đang xây nhưng Barrow nằm lại mạng dành cho em mình. Phân chia tên hạn để Pilsic về. Pilsic đang gặp rất nhiều khó khăn, tốc biến qua bên kia bờ tường. Và đây là dịch chuyển xuống tới từ BD. BD đang muốn đi tìm một ai đó, tìm được một người đó chính là Lucid. Có vẻ không không gian. Em mình thanh tẩy lao lên bắn một người của Dep, nhưng Dep vẫn còn đang sống. Trong khi đó thì Kelly nằm xuống rồi. BD có mạng, Smicker mất tốc biến. BD quyết định là không dí theo nữa bởi vì không có gì để dí cả. Perfect thì đang hơn anh Kingen tận 2 cấp. Kingen sẽ có thể bị solo kill trong pha này hay chăng đây? Kingen vẫn đang cố gắng trụ được, dùng chiếc quấy đẩy Perfect vào tường. Perfect còn cắt ma sát không? Anh ta còn. Và solo kill dành cho Perfect thêm một lần nữa. Đại thắng lời dành cho Genty Roster. Tưởng chừng như sẽ một tắt đèn tốt đến từ Luffy của Lucid để có thể tấn công khu vực giữa, nhưng họ chỉ có thể tiêu diệt được Biro mà thôi. Biro cũng để ngược trở lại một cái mưa tên lửa tạo tiền đề làm mềm dành cho những người đồng đội của mình. BD đáp xuống với một tình huống cắm mắt ở phía sau với cú TP của anh ta, thì anh ta cũng có được rất nhiều những cái điểm hạ gục. Hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Biro chết nhưng không chay, anh ta vẫn để làm cái lượng sát thương nhất định, và Bisic cũng câu kéo được một lượng lớn thời gian với sự hỗ trợ đến từ cái đại băng tiễn vừa rồi của Dep. Còn một cú áp sát lực thời gian hậu chiêu của sẽ tiến cũng tương đối là nhanh. BD đáp xuống với rất nhiều điểm hạ gục của anh ta trong bản thi đấu này. À, mình lướt lên nhưng sát thương của anh ta không đủ để có thể tiêu diệt được Dep. BDD cũng đã quá thành công với tình huống TP của anh ta. Hai điểm hạ gục dành cho BD. À, pha này là cái tình huống mà Kingen đã nỗ lực để có thể giữ chân Perfect lại, nhưng Perfect bảo rằng là anh giữ chân em, anh em tiễn anh lên bảng điểm số luôn. Bật thần cá sấu dí cho từ cái trụ 1 chạy tuốt về tận gần trụ 2. Sau đó là vẫn có mạng dành cho thần cá sấu trong tay cậu em hoàn hảo. Quá hay, đường trên thì solo kill, đường dưới thì giao tranh thắng lợi. BDD nãy giờ farm cầm chừng ở đường giữa thì bây giờ tự nhiên có được trong đó cú double kill. Coi như là cả 4 đường đều đang có rất nhiều lợi thế. Phút thứ 15 của ván thi đấu này, chênh lệch về tiền đâu đó khoảng chừng gần 5.000 vàng dành cho bên phía của KT Roster. Vâng, gần 5.000 vàng rồi, 4.700, 4.600 gì đó dành cho bên phía OKT. Và đây là một cái lợi thế quá lớn để cho họ tổ chức bất cứ một cái pha giao tranh nào. Bởi vì vị trí nào của họ cũng có sát thương. Tốc độ lên đồ của Pilsic là tốt mà thôi. Tha cho anh ấy đi được không? Anh ấy chưa đủ khổ à. Lại kiếm Kingen thêm một lần nữa. Và lần này thì sẽ là cái trụ đường dưới tiếp tục là lại được nhường cho Perfect. Đường giữa thì đến bây giờ tương đối thoải mái mà thôi. Anh ta cũng sẽ spam đúp của mình để có thể đẩy cái đợt kiếm này. Pilsic thì đang hỗ trợ thêm cho Dep một dịp. Biro cũng đã quay ngược trở lại, mục tiêu rõ ràng đến từ bên phía của KT. Với nhiều lợi thế như vậy thì họ sẽ tấn công vào con sứ giả để có thể khuếch đại thêm những cái lợi thế của mình. Còn ngược trở lại thì bên phía của Diplakia, họ cần phải làm gì để có thể kéo dài ván thi đấu này đây? Cả ba đường của họ đều đang thua, họ đang vịn vào những tình huống giao tranh tổng à. Bên phía của KT Roster thì họ buộc sẽ phải cố gắng chiếm được càng nhiều lợi thế càng tốt. Họ không được phép để thời gian trôi quá lâu, bởi vì khi đó thì những cái con bài như kiểu dạng Azir hay là Lucian hay là Nocturne thì bắt đầu có một vài cái lượng sát thương rồi, bắt đầu có sức chống chịu rồi, thì những cái cú mưa tên lửa của Barrow nó sẽ không còn thực sự ý nghĩa nữa. Thực ra mới chỉ là phút thứ 16 thôi, nhưng KT họ cũng sẽ cần phải kiểm soát tốt. Và điểm game tiếp theo của họ sẽ là con sứ giả này. Có được cho mình con sứ giả thì sẽ có hướng để tấn công vào cái trụ đường giữa, và sau khi trụ đường giữa bể rồi thì sẽ có thể là con rồng thứ ba. Có được cho mình đó con sứ giả ở khu vực ở khu vực cánh trên, hoàn toàn có thể được vận hành khu vực đường giữa. Khoảng trống nho nhỏ dành cho Kingen thì cũng không đủ để có thể mang về công trình dành cho bên phía của Diplodocus, bởi vì giai đoạn đi đường đến từ Amin và Kaelin cũng không thật sự là vượt trội hơn, nên khiến cho cái lượng máu đến từ trụ bây giờ vẫn đang còn đủ đầy. Kingen thậm chí là không đủ thời gian để có thể mang về công trình nữa cơ. Perfect đã đáp xuống một con cá sấu đã có được cho mình đó. Ui, đại băng tiền ép thanh tẩy của Amin và ngắt đi cái nhịp biến về vừa rồi. Đây sẽ là cái cơ hội để cho bên phía của KT Roster họ đẩy mạnh vào khu vực đường giữa, nhưng mà thật ra là họ vẫn đang chờ. Tôi nghĩ là họ sẽ chờ khi mà con rồng gần xuất hiện cơ. Đó là cái lối chơi mà các đội tuyển ở tại LCK họ vẫn thường vận hành. Họ sẽ kéo được cái áp lực vào khu vực đường giữa, sau đó là từ đường giữa họ sẽ đánh lệch xuống sông dưới để kiểm soát cho mình con rồng. Tạm thời thì KT Roster họ cũng đã có cho mình tới hai con rồng làm vốn rồi. Và với cái bản đồ linh hồn rồng công nghệ như thế này nữa, mỗi một cú W của Ash trong tay của Dep, mỗi một cú Q của BD sẽ thật sự rất là chất lượng. Chưa kể là nguồn sát thương còn được bổ trợ cùng tới từ cả Barrow, Perfect và Pilsic nữa. Hai món trang bị lớn ở phút thứ 18 dành cho Perfect, gần như là một món trang bị chênh lệch hẳn so với lại Kingen. Điều này cũng tương đối là dễ hiểu bởi vì anh ta thắng ở đường trên, anh ta có được cho mình đó công trình. Barrow thậm chí là được farm ở đường giữa nữa cơ, với một con Rumble hỗ trợ của anh ta. Có lẽ như anh ta đang khát tiền, anh ta đang cần tiền để có thể hướng tới một mặt đỏ đã, một mặt nào đỏ đầy Linroy ở trong cái lần về nhà tiếp theo. Cần phải có được
nguồn sát thương và cần phải có thêm khả năng chống chịu từ bên phía Katie Doster. Bởi vì như chúng ta đã được thấy rồi là cái pha vừa rồi khi mà Em Minh lướt lên xả sát thương vào người của Barrel là cũng mất kha kha đó. Lucian này bắn cũng đã tương đối đau rồi đó, bởi vì là cái khả năng chống chịu của bên phía Katie hơi bị hạn chế. Bây giờ thì bên phía của DK họ đang đẩy vào cái trụ đường trên. Perfect bật sẵn thần cá sấu, đại băng tiễn găm thẳng vào người của Showmaker, bắt đầu bơi vào, nhả mưa tên lửa ra, mọi thứ là quá hoàn hảo dành cho Katie Roster. Lucid mất luôn tốc biến. Đẹp canh dịnh khoảng thời gian để có thể bắn vào Showmaker, và Showmaker không kịp tinh ý bởi vì căn bản là bên phía của Team Black Gear cũng không có tầm nhìn, và chính bản thân của Showmaker cũng không đủ phản xạ để có thể tốc biến né được cái đại băng tiễn đó. Và khi mà trúng cái đại băng tiễn từ tầm xa như thế này thì gần như là bị chôn chân, bởi vì Perfect, bởi vì cả những thành viên còn lại đều đang có cơ hội để có thể tiếp cận. Mất đi về mặt nhân sự, DK không thể nào đủ năng lực để có thể phòng vệ vào trụ đường giữa này cả. Đó sẽ là cái trụ thứ ba dành cho bên phía Katie Roster, rồi sau đó họ sẽ kéo xuống khu vực hang rồng. Nhưng Kingan đang đứng ở một nơi không có tầm nhìn, Barrow đang tiến vào đây một tình huống tắt đèn. Lucid lao thẳng vào người được chọn đầu tiên, đép đép tốc biến bỏ chạy. Kingan dí ra phía sau, bị làm choáng, bị tấn công. Kingan nằm lại rồi, Kingan quá yếu. Đây là một con Cassette quá yếu của Diplaskia, và DK họ mất người trước thềm tiến ra rồng. Họ sẽ bị đép cấu rỉa. Phiêu Dịch đang tìm đường để có thể lao vào trong này. Nạn nhân là ai? Có thể chọn cho Maker cũng được. Chiêu cuối găm thẳng vào Eming. Eming tốc biến bỏ chạy. Đại băng tiễn bay tới. Eming đã bị tấn công. Eming nằm rồi. Và đấm tiếp vào người Lucid. Lucid đang phải bỏ chạy. Phiêu Dịch đang chờ cú quy hồi. Quy chưa hồi nhưng không cần lao vào thêm nữa. Toàn rồi, vỡ trận hoàn toàn dành cho bên phía của Team Black Gear. Họ cắt cử một con Cassante 04 làm vai trò bọc đầu. Họ mở chiêu cuối đến từ bên phía của Lucid nhưng không đủ áp lực khi mà chỉ có một mình anh ta lướt vào tấn công mà thôi. Đội hình đến từ bên phía của Katie Roster, họ chia hai nhánh ra để có thể tấn công được trở lại. Một con support Rumble của Biro chặn được Cassante đường trên và tiễn cho Cassante của Kingan cũng phải là bảng điểm số. Rồng nguyên tố thứ 3 đã thuộc về trong phía của Katie Roster. Ván thi đấu này tôi e rằng đã ngã ngủ. Rồi, hãy cùng xem lại tình huống bắn đại băng của Devin khu vực đỉnh trời. Rất chuẩn xác. Quá dính luôn. Và sau đó là một pha lái sứ giả về từ Dev để có thể đưa anh ta vào vị trí an toàn. Nhưng mà Em Minh cũng rất tinh ý lao lên tấn công vào con sứ giả để đưa Dev bật ngược trở ra. Nhưng mà Kingan anh ta vào, anh ta cân nằm trong cái pha vừa rồi thì lại quá tội. Rồi sau đó thì DK cũng không có cái thế để có thể tiến vào được nữa. Showmaker không thể nào lao vào cân nằm được. Rồi các thành viên bên phía của Katie Doctor khi mà không còn tài nguyên họ lại tràn lên tiếp vào. Showmaker lại dính đại băng tiễn, tốc biến lên xây từ vùng Barrel. Thôi đi rồi còn gì nữa. Trời ơi, đánh như thế thì chịu. Rồi Kaelin cá nướng thực sự rồi, cá nằm trên đất là định nghĩa của thành diễn biến này. Bây giờ 2 điểm hạ gục, hướng tới con Baron thôi. Phút thứ 21 của ván thi đấu rồi. Lucid liệu rằng có cướp được Baron để khiến cho ván thi đấu kéo dài không đây? E rằng rất khó. Ưng tiện đến từ Dev được bắn ra, phát hiện ra vị trí đứng đến từ bên phía của Lucid và quyết định là TP của Kingan. Họ đánh, họ sẽ đánh, không còn gì để mất nữa rồi. Họ muốn làm một điều gì đó. Đèn đã được tắt, nạn nhân là ai đây? Chưa có nạn nhân, lao thẳng vào nạn nhân là BD. BD mất rồi, BD nằm rồi. Bên phía bên trong kia Kingan lao thẳng vào, Kingan biến một người ra. Đó chính là Pilsic. Pilsic cố gắng đấm và Pilsic nằm lại rồi. Và bây giờ thì Lucid đang hơi bị lạc. Đại băng tiễn lần này thì không chính xác. Lucid vẫn đang cố gắng để có thể chạy. Anh ta sẽ có thể chạy được với những cú quy được tạo ra. Ôi, Lucid một châm máu. Một hit nữa thôi, chỉ một hit nữa thôi. Và đây là thần cá sấu tới. Perfect có điểm hạ gục. Đòn đánh của lính vừa rồi nó cũng khiến cho tôi hút thêm một chút xíu. Tưởng chừng như nó sẽ đủ sát đường để có thể tiễn cho Lucid một chấm máu lên bàn điểm số. Nhưng mà rốt cuộc thì anh ta cũng nằm mà thôi, với các và sắc truy đuổi theo đến từ bên phía của Perfect. Một pha mà BD đưa thân mình ra để có thể cản các thành viên bên phía Deep Black Gear. Còn đây là một tình huống phối hợp tiếp theo đến từ bên phía của Biro lẫn cả Dev. Vẫn sẽ là một cái sự phối hợp rất là thành công. Kaelin cũng không đường về khi mà anh ta bị kẹp lại bởi Perfect. Thêm những cái điểm hạ gục được bên phía OK Team Roster khiến cho cái trận đấu của chúng ta đang trở nên tương đối là cởi mở. Còn cái pha này thì lỗi là tới từ BD. Anh ta không nên đứng solo với cả một con Lucian làm gì cả. Những cái đòn đánh tay của Lucian nó rõ là chất lượng hơn so với cả những cái đòn đánh tay của Vega rồi. Và bên phía của OK Team Roster thì họ lại bị giao tranh lỗi trong cái nhịp ngay sau đó. Ít nhất là cũng giúp cho Perfect có thể đổi thêm được một mạng, chứ không thì thật sự là rất lỗ. Rồi, một nhịp khựng lại đến từ bên phía của Katie Roster, nhưng chênh lệch ở thời điểm hiện tại là quá lớn rồi.
chênh lệch đâu đó khoảng chừng 6k vàng. Ô hồi nãy rút ngắn thì phải. Trước đó thì chúng tôi đang thấy lượng chênh lệch đâu đó khoảng chừng 8k. Nhưng tụ chung thì lượng trang bị đến từ bên phía của KT Royster vẫn đang tỏ ra cách vượt trội hơn. Và chúng ta chuẩn bị hướng tới pha giao tranh tiếp theo đâu đó khoảng chừng 2 phút nữa khi mà con rồng nguyên tố được xuất hiện. Khả năng chống chịu đối với lại King Gun ở thời điểm hiện tại đang thật sự là quá yếu. Anh ta chưa hoàn thành được món trang bị lớn thứ hai của mình nữa cơ. Cái nguồn sát thương mà các thành viên phía KT Roster gây ra là rất là nhiều, đặc biệt là ở vị trí của Def. Mặc dù là chỉ bung cho mình những cái cú W ra thôi, nhưng mà cũng đang nằm ở trên top 3 người gây ra nhiều sát thương nhất ở trên toàn bản đồ ở thời điểm hiện tại. Và khiến cho bất cứ mỗi một lần mà DK họ lao vào, họ cũng không thực sự biết được rằng là mình nên chọn vào nhân tố nào để có thể dồn sát thương. Lucid thì anh ta cũng không thực sự là quá là dày máu đâu, nhưng mà lao vào một mình thì rất là khó khăn. Showmaker thì đang liên tiếp có những tình huống hơi bị lạc lối. Chúng ta đi một mình, người ta hay bị dính đại bằng tiễn quá, khiến cho những cái pha giao tranh của bên phía DK suốt từ khoảng thời gian trước tới bây giờ đều là những cái pha giao tranh bị thiếu người. Họ chưa có một lần nào sử dụng được thành công những cái cú combo combo của mình cả. Nhưng hãy cùng ra những cái điểm mà được đến từ bên phía của Diplatia để cho họ có thể vịn vào, chuẩn bị bước vào những tình huống giao tranh ha. Đó chính là một Showmaker mặc dù bị nằm xuống hai lần với cú đại băng tiễn, nhưng ta farm tốt 252. Nó đang tạo ra một cái lượng kinh tế ổn. Lần về nhà tiếp theo của anh ta cũng đã có được cho mình đó đá hắc hóa rồi, hai món trang bị rưỡi. An Minh cũng rất giàu với cái lượng tiền đến từ con bài Lucian của anh ta, ba món trang bị lớn ở phút thứ 24. Nó khiến cho hai ngòi nổ chủ lực dành cho bên phía của Diplatia không hề bị yếu sát thương, thì đây sẽ là một cái chỗ dựa vững chắc dành cho bên phía của Diplatia. Rồi, perfect tốc biến bỏ chạy vẫn bị dí theo, bật thân cá sấu lên quay ngược trở lại, bị đại hồng thủy hất tung, bị dính tỷ ngục, dính tất cả mọi thứ có thể dính, perfect không chung nữa rồi. 900 vàng. Một pha hồi phục cuối cùng giúp cho không giúp cho perfect có thể sống được, và đó là điểm shutdown dành cho em mình, một điểm shutdown cực kỳ quan trọng dành cho bên phía của Diplatia. Wow, sáng rồi đó, đoàn tàu lượng của KT Roster bắt đầu đang có chiều hướng đi xuống. Tôi không biết là cái tốc độ đi xuống nó như thế nào đây. Chênh lệch về tiền từ 8.000 bây giờ nó còn rút ngắn xuống khoảng chừng hơn 4.000 mà thôi. Những pha nỗ lực rất đáng khen ngợi dành cho phía của Diplatia. Con rồng thứ tư của bán thi đấu đã có mặt ở trên bản đồ rồi. Diplatia họ đang bắt đầu di chuyển ra, và lượng tầm nhìn mà bên phía DK có cũng đang là tương đối nhiều. Bây giờ là em mình đứng trong bụi cỏ lướt lên bắn vào người Barrow, thấy thanh trừng rất là đau. Barrow vẫn còn đang sống, đang bắn tiếp tục ra thì không chính xác. DK họ đã không kéo được rất nhiều tài nguyên rồi. Tắt đèn tới từ Lucid, bây giờ lao thẳng vào tới từ Pilsic nhưng hơi mạo hiểm. Pilsic buộc phải tốc biến để có thể thoái lui. Rồng đã có dành cho bên phía của Diplatia, nhưng về đường nào đây? Barrow đang muốn chặt vào, Showmaker lao thẳng tới phân chia tên ạ, có điểm hạ gục rồi. Sau đó là em mình cũng ăn mạng. Và bây giờ chỉ còn lại Perfect cùng cả BD đang nỗ lực để làm cái điều gì đó mà thôi. DK thì còn cả 5 người. Perfect bật tấn cá sấu nhưng không lao vào được. DK họ quá thành công trong pha này. Baron, liệu rằng có cơ hội nào để có thể tấn công Baron dành cho phía của Diplatia hay không? Đây, họ ăn mục tiêu dễ hơn, đó chính là trụ cung điện giữa, thay vì đặt mình vào cái thế khó. Tiếp tục là tình huống giao tranh thắng lợi dành cho bên phía của DK ở trong cái bản thi đấu này. Ây da, họ rút tiền ghê quá. Từ 8.000 xuống còn 6.000, xuống còn 4.000, và bây giờ chỉ còn chênh lệch 2.000 vàng mà thôi. Mỗi một pha giao tranh là 2.000 vàng dành cho bên phía của Diplatia. Và thật sự là cái màn trình diễn của họ trong những cái phút vừa qua đang thật sự vô cùng tuyệt vời. Họ đã biết cách để có thể phối hợp được với nhau. Họ không để bị những cái tình huống giao tranh nhỏ lẻ khiến họ bị cuốn vào nữa. Và đang cực kỳ thành công, họ đã nuôi được Lucian trong tay em mình tương đối là lớn rồi. Showmaker cũng đang khá là xanh ở thời điểm hiện tại. Cassante của King Gun cũng đã comeback mặc dù đầu game là 0-4. Và bây giờ thực ra là bên phía KT mới là những người đang triển khai cho mình con Baron trước. Lucid cùng Showmaker đang tiến ra đây, mắt đã được cắm xuống rồi. Họ có thông tin, dịch chuyển trở lại để có thể sẵn sàng cạnh tranh. Còn Baron bao nhiêu ngàn máu đây, tốc biến xuống. Lucid vượt qua thành công. Lucid vô cùng tuyệt vời, mưa tên lửa trải ra khá đẹp. King gần Showmaker, Lucid bị kẹt lại thì đúng hơn. DK họ đang phải cố gắng ôm nhau bỏ chạy, bỏ lại mạng của hai người rồi. Nhưng em mình đang bắn tương đối là rất một người perfect. Perfect không dính thủy ngục nhưng dính thanh trừng, buộc phải lướt qua một khi bờ tường để có thể bỏ chạy. Và DK comeback thật sự rồi, bằng tiền luôn rồi. À, thật sự như vậy là chúng ta thấy cái đàn tàu lượng KT Roster đã cống hiến một ván thi đấu đầy cảm xúc. Ây da, mùa lỡ Baron đã thuộc về cho bên phía của Diplatia. Họ có tầm nhìn, họ có tốc biến đến từ bên phía của Lucid và họ có được cái lượng sát thương khuấy đảo. Wow, hãy cùng xem lại tình huống giao tranh trước đó.
Pha giao tranh này chúng ta có thể thấy như là một tình huống tắt đèn đến từ bên phía Kulusevski để có thể kiểm soát con rồng nguyên tố. Và cái góc giao tranh cũng tương đối là tốt khi mà Showmaker cũng đã lên tiếng. Đây gần như là tình huống mà anh ta lên tiếng giọng dạc nhất ở trong xuyên suốt cặp đôi năm này với cú áp sát tốc biến của mình. Còn đây, hãy cùng xem lại pha thi đấu mà có thông tin đến từ bên của đến 1-2-3 và sau đó trong sát thương rất tốt từ năm thành viên của bên phía Team Lucky. Đó là một pha côn tốt tới từ Lucid. À không, đó là một pha côn xuất sắc tới từ Lucid. Anh ta là người cầm nhịp và anh ta đã đưa nhịp đó, đưa cái nhịp đó để cho đồng đội cùng nhau đếm. Họ tràn vào hang Baron cùng một thời điểm, trừng phạt tốt hơn, lấy được lại bùa lợi Baron. Và mặc dù đang thua rất nhiều về điểm hạ gục, nhưng lượng tiền đã được cân bằng chỉ sau đúng 3 pha giao tranh nhỏ lẻ cộng với một con Baron dành cho bên phía DK. Đội hình của phía KT Roster không có quá nhiều khả năng chống chịu. Đây là thời điểm mà mình có thể lên tiếng. Anh ta hoàn toàn có lượng sát thương vượt trội với một cái ngưỡng sức mạnh 4 món trang bị rưỡi ở thời điểm hiện tại, quá xanh dành cho Lucian của Amin rồi. Rồi để coi cái ngòi nổ chủ lực đến từ Amin sẽ được vận hành như thế nào ở trong cái con tướng Lucian ở trong cái bảng thi đấu này. Các thành viên bên phía DK họ đang tận dụng bùa lợi Baron. Họ đang đẩy vào khu vực đường dưới. Đường giữa thì đang cắt cử Kingan ra làm nhiệm vụ đẩy. Quan trọng là họ sẽ phải đưa được hai đợt lính vào cùng nhịp với nhau thì mới có thể dễ dàng khai thác được công trình. Đường dưới đã được bên phía KT Roster giải quyết xong, bây giờ họ bắt đầu kéo ra khu vực giữa. Tạm thời thì DK họ vẫn chưa vào được. Đây là ván thi đấu mà nếu như KT họ thất bại thì tôi không biết là cái yếu tố tâm lý nó sẽ được đè nặng như thế nào nữa nha. Bởi vì chúng ta đã thấy giai đoạn cấm và chọn tốt, giai đoạn đi đường phải nói là siêu ghê. Nhưng họ tự quăng những cái lợi thế của mình bằng một quả cầu tuyết lăn không được tốt cho lắm. Và bây giờ họ đang rơi vào cái thế cực kỳ khó, đội hình của họ cá sấu bây giờ cũng không có quá nhiều áp lực. Khu vực đường dưới sau Maker bị tấn công, không sao cả, lượng máu của chúng ta vẫn đang còn đủ đầy để có thể tiếp tục ở lại trụ đường. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà chúng ta đã chia sẻ với nhau ở trong cái khoảng thời điểm đầu trận rồi. Rumble về giai đoạn giữa của trận đấu nó không thực sự có được cái ảnh hưởng quá lớn nữa. Bây giờ Barrel không hề khỏe. Anh ta giải một cái mưa tên lửa vào người như kiểu như là Showmaker. Nó không còn có ý nghĩa như ở đoạn đầu trận nữa. Hay là giải vào người của Em Minh thì anh ta cũng sẽ có khả năng hồi phục. Anh ta vẫn sẽ có truy cùng diệt tận để có thể lướt đi được. Thì bây giờ chính KT lại đang là người gặp khó rồi. Bởi vì Dep đang là cầm sát thương sát lực, không phải là một con Ash theo dạng tốc độ bắn mà sát thương theo thời gian. Hơi thiếu một chút sát thương, kiếm Amu bây giờ mới được lên đến từ bên phía của Dep. Khả năng kiểm soát tầm nhìn nó chưa được thực hiện. Bắt đầu chúng ta chuẩn bị hướng tới một pha giao tranh ở con rồng nguyên tố thứ 5 của ván thi đấu này. Lượng tầm nhìn đến từ bên phía Bim Lucky là tương đối là nhiều. Amin đang khá là tự tin bởi vì anh ta có sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội của mình. Biểu xích vào vị trí rồi, biểu xích vào vị trí để có thể tấn công. Ui, Pielsic đã lộ rồi. Bên phía DK họ đang bị cấu rỉa hơi nhiều nha. Đại bằng tiễn tung ra, nạn nhân là Kingan. Nhưng mà Dep đang bị xỉa hơi đau, Dep buộc phải lui ra. BD cũng tương tự là như vậy. KT Roster họ mất thế ở khu vực hang rồng, nhưng họ buộc phải tìm cách để có thể vào lại mà thôi. DK đang che chắn, họ đang để cho Kingan cùng với cả Showmaker đứng đầu. Bởi vì đây là hai vị tướng dàn chắn chống chịu của họ. Lucid đứng ở phía xa, chờ đợi một cú hoang tưởng, khiến cho KT đúng thật là hoang mang luôn. Và đây là một tình huống lao vào, Barrel là nạn nhân, Barrel đi rồi. KT sẽ đi theo Barrel luôn. Lucid băng thẳng vào, BD là người được chọn. Kingan lao vào, Kingan đang muốn trả thù. Bên phía bên trong này Perfect đang bơi, bơi khá tốt. Nhưng em mình vẫn đang được bắn, em mình đang được che, em mình vẫn đang được che, em mình cuối cùng cũng đã nằm rồi. Và đó là Perfect lên tiếng. Perfect đang lên tiếng rất rõng rạc dành cho bên phía KT Roster. Perfect tiếp tục có điểm hạ gục. Và đó là một pha giao tranh thật sự vô cùng hỗn loạn. Và ấy, Kingan, wow, Kingan nằm lại. Kingan bị Dep solo kill. Một pha giao tranh mà chúng ta có rất nhiều những cái chiến trường ở trên bản đồ. Chúng ta có thể thấy cái góc bắn đầu tiên đến từ bên phía của Amin khi mà anh ta dồn vào người của Barrel là lớn như thế nào. Barrel chỉ là một con tướng rumble hỗ trợ mà thôi, lượng máu không có quá nhiều. Đây, hãy cùng xem cái góc này để có thể tấn công đến từ bên phía của Deep Lucky. Họ có luôn chiêu cuối đến từ Lucid. Tưởng chừng như đã là một cái khởi đầu quá đẹp rồi, nhưng mà cái khả năng phản công ngược trở lại đến từ Bielsic và Perfect là có nha. Sát thương đến từ bộ đôi này là nhiều, họ 2 cân 3 thành công. Và Amin mặc dù được cố gắng lách rồi chứ, nhưng mà Perfect vẫn cắt và sắc vào để có thể dứt điểm. Lucid thì không có quá nhiều sát thương ở trong đường hậu giao tranh này nữa. Cái sức bơi của Renekton trong bay Perfect vẫn là vô cùng tốt. Bởi vì từ đầu trận cho tới bây giờ là Perfect đã rất xanh rồi. Thì nếu như mà bên phía của DK họ không bảo kê được cho những em Minh hay là Showmaker hay là Kaelin, thì chắc chắn là bé sẽ bị con thần cá sấu kia nó tìm tới và nó làm gỏi ngay. Perfect đang cầm trên người KDA là 915. Một KDA thật sự là quá hoàn hảo của một người chơi đi đường đơn. Và đang một tay gồng gánh KT Roster.
Đồng ý sẽ là cái nguồn sát thương rất chất lượng dành cho đội hình đến từ bên phía của KT ở trong những pha giao tranh. Và vừa rồi họ sở hữu linh hồn đồng công nghệ, đã băng tỷ được bắn ra. Ồ, có khiên che rất nhanh đến từ bên phía của Lucid. À, như đã nói thì linh hồn đồng công nghệ nó giúp cho khả năng nhấp nhả đến từ bên phía của KT roster sẽ được gia tăng thêm rất nhiều. Đội hình của họ có Vega, có Ash để có thể vận hành tốt cái linh hồn đồng công nghệ này. Lượng tầm nhìn được kiểm soát tốt và như vậy xác suất để có thể sở hữu bùa lạ Baron này dành cho phía của KT roster là cực kỳ cao. Tốc độ di chuyển ra của Lucid không đủ nhanh. Tốc độ Amaron là khá nhanh đây. Và bên phía của Diplaskia họ đã xác định là họ cũng không cần quan tâm rồi, bởi vì là Showmaker có dịch chuyển mà. Nhưng anh ta không quan tâm, anh ta đang đẩy trụ ở khu vực đường dưới. DK họ đang có được một cái sức đẩy khỏe hơn, vậy nên là họ cũng không cần lấy thêm cái bùa lợi Baron này làm gì cả. Còn với KT roster thì thật ra để mà nói khả năng giao tranh của họ cũng vẫn rất là tốt. Nhưng với cái bùa lợi Baron này thì họ sẽ chỉ có thể phòng ngự được mà thôi. Một tình huống đứt bụi và rình rập chờ đợi cho một sai lầm nào đó, nhưng BD đang rất tỉnh. Thậm chí là anh ta đang kêu gọi những người đồng đội của mình đi gần gần. Bắt đầu có một vài những cú binh và những cú binh đó có một cái độ chuẩn xác rất cao. Tôi đang bị tấn công. Lướt combo về bãi người đã để có thể chạy. Có tắt đèn đến từ bên phía của Lucid. Ai sẽ là người trả lại tâm trí dành cho Lucid đây? Không, tắt đèn để rút lui mà thôi. Bên phía của DK họ cũng không muốn all in trong cái pha vừa rồi, bởi vì họ không có sự xuất hiện của Kingen. Và cái tí roster họ cũng rất nhanh chóng tìm kiếm được một thành viên đi lẻ và để cấu rỉa vào, đó chính là Azir trong tay Showmaker. Nếu như có đủ tài nguyên để băng bổ vào trong cái pha đó thì tôi tin rằng là KT Roster họ hoàn toàn có thể tràn lên và lấy về được cho mình cái điểm hạ gục chấp đao trong tay của Showmaker. Nhưng mà thôi, dù gì tầm này cũng đang cần phải thật sự cẩn trọng, không nên có những cái pha giao tranh vô nghĩa mà để mất người. Vậy thì đấu vẫn đang hết sức căng thẳng. Bối cảnh này của cả hai phía thì cũng đều đang định đoạt ở trong những cái pha giao tranh mà thôi. Tích được 300 cái nội tại, nhưng ván thi đấu này thì BD chưa đạt được cho mình đó là cái ngưỡng 1000 AP, đâu đó khoảng chừng 700 mà thôi. Nhưng bởi vì anh ta hướng tới khá là nhiều những món trang bị phòng vệ với cả một cái quyền trượng đại thiên sứ kết hợp cùng với lại cái đồng hồ cát. Chuẩn bị bước vào tình huống BK ở khu vực đường dưới, liệu rằng có phương án nào mở giao tranh đến từ bên phía của Lucid hay không? Lucid cũng chỉ muốn nhấn lên để có thể cố gắng cướp cái con cóc mà thôi. Qua đó thì sẽ hỗ trợ cho bên phía KT roster họ duy trì được cái nhịp đẩy vào khu vực đường dưới. Tốc độ dọn lính của Kingen cùng với cả Smoker là tương đối nhanh, vậy nên là bên phía DK họ chưa cần phải lo lắng cho lắm. Đường giữa thì cái nhịp đẩy vào tới từ Perfect cũng không quá mạnh. Bên phía KT roster họ vẫn đang chờ. Họ vẫn đang chờ đợi. Điểm đến của họ là cái trụ hai đường dưới cơ, không phải là cái trụ hai đường giữa. Kỹ càng là những cái cách vận hành đến từ bên phía KT ở trong giai đoạn vừa qua. Họ đang vịn vào khả năng cấu điện máu đến từ Dev. Dev thật ra cũng không nhiều lắm khả năng cấu điện máu nha. Đồ của anh ta thì không thật sự là quá vượt trội, nhưng mà nó có được một cái mức độ đa dụng và mức độ khó chịu. Liên tiếp là những tình huống làm chậm. Dù sao thì mưa dầm cũng sẽ thấm lâu. Chúng ta đã có được trong đó trụ khu vực giữa dành cho phía của KT roster rồi. Cái nhịp đẩy vào rất là tốt từ bên phía của KT roster. Họ đã thành công cho mình lấy được cái trụ thứ tư và chuẩn bị sẽ là cái trụ thứ năm này. Một cái đợt đánh tương đối lớn đang chuẩn bị đẩy vào. Sẽ chờ một cú mưa tên lửa ở đây rồi. Mưa tên lửa được giải ra. Mưa tên lửa giải lấy ra trụ rất đẹp từ bên phía của Barrel. Nhưng mục tiêu sẽ là lấy công trình mà thôi. Đại băng tiễn được tung ra, Showmaker có cho mình đó chính là cái Banshee để có thể giải quyết được hiệu ứng. Lao thẳng vào từ phía DK. Thanh Trừng tung ra, Pilsic nằm lại. Bây giờ là Perfect đang phải bỏ chạy. Lucid đang muốn tiến lên thì không tiến được nữa. Đang bị làm chậm lại bởi những cú W của Dev. Và chỉ là như vậy mà thôi, DK họ đã bảo vệ thành công được cái trụ hai đường dưới. Hết lính rồi, với một tình huống mưa tên lửa vừa rồi thì cái đợt lính nó không kịp để có thể tiếp cận vào trụ hai công trình dưới và nó khiến cho bên phía của KT mất khá là nhiều thời gian để có thể tấn công vào công trình này và tạo ra cái cơ hội phản công ngược trở lại dành cho bên phía của Diplaskia. Chỉ có một điểm hạ gục nằm xuống ở trong tình huống giao tranh vừa rồi mà thôi. Căn bản là cả hai bên đều không quá lỗ, tôi nghĩ là như vậy. Đây, hãy cùng xem pha thi đấu này. Lính thì nó bị đứng ở dàn tuyến ngoài ha, nó không có quá nhiều những khoảng trống để có thể tiếp cận và nó khiến cho Perfect mất đi 50% máu làm trong những cái điều bất lợi rồi. Bị xích trúng CC, trúng Thanh Trừng và đã nằm. Pha đó thì đó là cái chuông bảo hộ Mikael từ Kaelin giải quyết được cái hiệu ứng tới từ Showmaker để giúp cho bên phía của Diplaskia tiếp tục có thể băng lên và giao tranh tiếp. Nhưng mà thực ra là cái mục đích của họ cũng chỉ để phòng ngự mà thôi. Tầm này thì bên phía của DK họ phải thực sự có được một cái cơ sở tốt để có thể lao vào giao tranh. Và Showmaker phải là người make play. Chứ nếu như mà chỉ đơn giản là đứng cùng nhau như vậy thì cũng không dễ để cho các thành viên bên phía DK họ tràn vào được. Họ đang thậm chí là đứng trên cái mưa tên lửa nữa.
Như vậy là chúng ta chuẩn bị hướng tới một con rồng ngàn tuổi. Có thể thấy như là BD chưa đủ tiền để có thể lên mũ. Nếu mà lên mũ thì cái ngưỡng sức mạnh phép thuật của anh ta có thể chạm đâu đó khoảng chừng 900 cho tới gần 1000. Nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta đang chuẩn bị có một cái mục tiêu tiếp theo là con rồng ngàn tuổi. Mục tiêu này chắc chắn phải tranh chấp rồi, đến từ cho cái phía 30 mấy giây nữa thôi nó sẽ được xuất hiện. Á Minh vẫn đang đảm bảo cái vai trò chủ lực chính dành cho cái vai trò gây sát thương dành cho phía của Diplodocus với một con Lucian full trang bị. Đại băng tía tung ra, Em Minh mất thanh tẩy. Chuông bảo hộ Mikael sắp hồi. Ok, ít nhất nó không phải là một cái tín hiệu quá tệ. Mất thanh tẩy pha đó thì hơi hại một chút. Nếu như pha đó kinh ngừng mà che thì sao ta? Liệu rằng là có ý nghĩa hơn ta? Nhưng mà chúng ta cũng được không thực sự biết được ấy. Là và tôi nghĩ là như thế là hợp lý đúng không? Nhưng mà đáng tiếc là chúng ta sẽ không được nhìn thấy cái kịch bản đó xảy ra. Bởi vì là kinh ngừng cũng chủ động né. Anh ta thực ra anh ta cũng không để ý rằng là Em Minh đứng ngay sau lưng đâu. Nhưng mà dù không sao, dù sao thì vẫn sẽ có chuông bảo hộ Mikael dành cho Em Minh trong cái pha này. Đây sẽ chắc chắn là một pha giao tranh vô cùng lớn. Chuẩn bị bước vào trận đấu giao tranh cuối cùng rồi. Biro đang tìm góc để có thể rải mưa tên lửa. Cái góc đứng đến từ bên phía của DK là họ quyết định là Onin vào rồng ngàn tuổi nha. Bởi vì họ đã mất thế cái được lính ở đường giữa rồi. DK buộc phải vào. Nếu không thì họ sẽ lỗ. Cái đường giữa của họ chỉ còn cái trụ bậc thêm nữa thôi, không còn trụ 2. Showmaker đang du được một đợt lính vào rồi. Và sau đó thì anh ấy cũng sẽ hội quân cùng với cả những người đồng đội của mình để có thể sẵn sàng cho pha giao tranh. Showmaker còn cả dịch chuyển mà. Vậy nên là đẩy thêm một nhịp nữa vẫn được. Showmaker vẫn đẩy thêm được một nhịp. Con rồng mất kiên nhẫn quay trở lại khu vực hàng. Bắt đầu là KT tiến vào. Perfect đang chờ đánh Atong nổ để anh ta có thể vào hang rồng. Con rồng vẫn còn rất nhiều máu đi, cây họ vẫn có thể kiên nhẫn được. Đang chờ nhịp dịch chuyển tới từ Showmaker. Showmaker đang đánh nhà rồi, trụ bậc thềm đã có. Bây giờ bên phía của DK họ lui nhẹ ra. Lucid bắt đầu tắt đèn. Liệu rằng có lao vào hay không? Đây lao vào nhưng đó là rồng. Showmaker đánh nhà chính rồi. Lucid ơi, Showmaker đánh nhà rồi. Bỏ rồng đánh nhà rồi. Dịch chuyển trở lại giữa BD. BD liệu rằng có về được hay không? Đây BD về được. Và BD bảo vệ thành công được nhà cho mình. Showmaker không đi cổng được. Em mình nằm xuống, Kelly nằm xuống. Và Showmaker bấm đồng hồ, cầu thêm một chút thời gian. Nhưng sống không nổi. Quyết định đến từ bên phía của Diplodocus là giải quyết bài toán này bằng một pha backdoor. Họ đã đồng ý với nhau, thống nhất cái kế hoạch đó. Bốn thành viên sẽ cản chân bên phía KT Roster. Và biết đâu đấy, nếu như họ may mắn ở trong cú trừng phạt đến từ bên phía của Lucid thì họ có thể thắng lợi ở trong cái tình huống giao tranh tiếp theo. Đó là một canh bạc được đặt ra đến từ bên phía của Diplodocus. Và họ là người thua ở trong cái canh bạc vừa rồi. KT Roster sau giai đoạn giữa trận thật sự là rất nhiều trục trặc thì họ vẫn tìm được cho mình chiến thắng ở trong cái ván thi đấu thứ 3, ván thi đấu bản lề dành cho họ. Và chắc chắn đây sẽ là một cái liều thuốc thúc đẩy tinh thần rất tốt dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Hirai. Nhưng có điều mà tôi chắc chắn biết rằng đó chính là cái mức độ hấp dẫn ở trong cái cặp trận bên trong này. Không thể nào rời mắt được trước cuộc đối đầu giữa KT Roster và Diplodocus. Ván thi đấu nào cũng căng thẳng và hấp dẫn. Ván này tưởng chừng như chênh lệch 8.000 vàng, gần 10.000 vàng dành cho phía của KT Roster thì họ sẽ có một chiến thắng dễ dàng. Nhưng không, chúng ta phải mất quá nhiều khoảng thời gian và điều này đang minh chứng cho cặp trận BO5 này là một cặp trận nên được theo dõi và không được rời mắt vào bất kỳ một thời điểm nào. Nhưng đây là thời điểm mà các bạn có thể nghỉ ngơi một chút xíu bởi vì đây là thời điểm mà chúng tôi đang chuẩn bị cho ván thi đấu thứ tư và hẹn gặp lại các bạn khi mà ván thi đấu thứ tư được sẵn sàng.